Vâng, và em Minh xin phép mời bác đeo tai nghe. Thực sự luôn em rất ngỡ ngàng với chất âm con đẩy này. Đúng là đẳng cấp, dòng mạch class TD, tiếng rất là hay mà nó đẩy cao cấp đến từ thương hiệu của Đức anh nhá. Mê. Xin báo cáo bác, con đẩy này trên thị trường đang bán mức giá 4 triệu rưỡi đến gần 5 triệu một em này. Và đến với em Minh trong ngày hôm nay, em về tổng cộng là 40 con, hôm nay em về dọn trước được gần 20 con thôi. Thì em Minh đang bán với mức giá là 3 triệu 400 ngàn đồng bác nhá. 3 triệu 400 ngàn đồng bác không nghe ra, bác nghe không lệch đâu ạ. Đây bác nhé. Bây giờ Technology Bay Hemanly bác nhá. MA700. Với công suất cho 700 W một kênh, nguồn đồng lớn này, đấy được tốt 2K30 và em đang thể hiện vặn có một tí ti thôi, đánh trên con đập loa B3X12i, tiếng sáng lời rõ chi tiết, mời các bác cùng nghe. Bật nhạc lên nào. Con này qua màn hình thôi nhá. Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ anh bao nhiêu cho vừa. Anh ơi, sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông, những cơn mưa rơi ở thờ, rớt chết cuộc tình mong manh. Anh đã đi một người mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Anh đã đi để lại nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm. Như cánh chim lạc về phương nào, theo bước chân một ngày mưa bay. Anh đã đi để lại nơi này, cơn gió đông còn buồn mênh mông. Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt cà phê ngọt đắng, biết anh nơi đâu bây giờ. Anh ơi, sáng nay ngồi khóc một. Đấy, các bác nghe cảm nhận chất âm thực sự luôn là tiếng sắc nét chi tiết, nghe nhạc rất là hay mà karaoke rất là hay các bác nhá. Và đây thì trước mắt các bác con đẩy Mê MA700. Dòng này ấy, thì quạt chạy rất là êm vì sử dụng mạch class TD các bác nhá. Bác nhìn mạch có biết rồi. Hàng bao zin bao xịn, có mở lắp xem thoải mái đối với hàng bên chúng mình có đô nhá. Đấy. Hàng những cặp là con chơi chiếc đẩy mà em đang tuyển chọn các bác đây, hàng rất là đẹp luôn. Mặt đằng trước ấy nó là cái mặt nó một cái thép chống rỉ, ánh bảy màu. Để em ta hoạt động lại được bác. Đấy, nó sẽ ú và ngắt đi. Ở đây thì hiển thị để bác để ý này. Nó hiển thị gồm này, là gồm các chế độ này, rồi là độ nhạy nha, âm lượng. Âm lượng con này nó bằng chiếc áp bác nhá. Không lo trẻ nhỏ hay người lớn là vụ vặn xoay đi, các bác chỉ chỉnh một lần thôi là cố định bác nhá. Đấy, rất là hay luôn. Đấy. Và nhiệt độ nữa các bạn, nhiệt độ này. Ở đây thì em Hiếu Minh đang dọn trước loa chiều hay khả năng em sẽ quay hàng thanh lý các nhá. Về thanh lý thì em sẽ áp trong ngày mai vì ở trong nhà nó tối quá. Đây, con đẩy Me MA. Đồ mô đen này thì qua gõ luôn trên YouTube giúp Hiếu Minh em nhá. Thị trường anh em bán rất nhiều rồi, quan trọng em cứ dập vào giá thôi. Vì thứ nhất, đẩy nhà em về đồng về nguyên lô, tháo nguyên ba sàn về. Đấy, hàng vừa dọn sáng nay phải lấy máy xì xì các bác này. Tổng lô này em về là 40 trẻ em thì hôm qua mới về trước gần này. Chắc chiều nay về lốt này, thì về trước gần 20 con. Thì em nóng lòng em quay luôn. Có hai model, trong đó model 700W và model 500W các bạn. Model 500W thì về ít hơn, thì em sẽ quay clip sau. Vì nó về ít lắm. Có được có 40 con thì có chục con 500W thôi, còn tổng cộng là 30 con sẽ là 700W. Đấy, số lượng cực khủng cho bác anh em chơi. Thì quay vào đây có thể thấy ở đây sử dụng nguồn lờn, nguồn đồng lớn bác nhá. Và cái thứ hai nữa là sử dụng tụ của nó, mạch sử dụng mạch class TD, sử dụng tụ là 8 tụ. Em quay đây có nhiều nhá. Quay vào đây khi bác đừng hiểu nhầm là đây là em Hiếu Minh Hàn. Thì ở đây là nó có con chì này. Chì này. Đấy, con chì này. Đấy.
hàn vào nha bác nhá. Đấy, anh em nhiều số bác nào không hiểu là bác thì bảo anh em mình là hàn vào của các bác. Đấy. Dòng này thì sự tản nhiệt nhôm này. Mặt mũi rất đẹp luôn các bạn. Nói chung hàng đẹp. Kia kiên đỡ cho anh ạ. Quay bên ngoài màn hình nhá. Cứ dập vào giá thôi em, thì mình cứ dập vào giá rồi test âm đấy bác nghe bác biết rồi. Dòng này thì tiếng rất là hay. Em bán cùng là đẩy bãi, em bán so đơn vị khác rẻ cả tiền triệu. Chỉ đơn giản thế thôi các bạn. Chú quay đằng sau cái. Quay đằng sau. Quay đằng sau. Con này có đến 3 quả gió tản nhiệt các bạn. 3 quả gió tản nhiệt. Và phía các chế độ đằng sau thì bác để thấy này. Thứ nhất nó có đường link này. Cái thứ hai con này nó một cái đường nó lai tín hiệu gì đó in out này, này tín hiệu bằng cáp với kết nối này, đấy rất là xịn sò luôn. Và các chế độ đánh như các độ nhạy bao nhiêu dB. Cái độ nhạy liên quan tại sao em phải nói đến độ nhạy, cái độ nhạy là liên quan vụ các bạn đánh súp hay là full, nhưng nó sẽ khác, nó liên quan độ nhạy không nhá. Cái độ nhạy này liên quan độ nhạy này, vụ giải trầm nhiều bác rồi chỉnh lại độ nhạy được, hoặc là bảo em chỉnh lại cho bác luôn đấy. Và cái thứ hai nữa là cái vỉ này sử dụng các vỉ rời các nhá, vỉ rời. Cái thứ ba nữa, tín hiệu đầu ra. Thì tín hiệu ra thì hiện tại sẽ có bằng hai bằng U-trích bác nhá. Và một cái đầu kết nối. Đây, đầu kết nối đây. Đầu kết nối đây. Bằng cái rắc. Rắc chắc là rắc kẹp gì đấy. Và model nó đây, bác nhìn đằng sau ạ. 2 x 700W lỗ trở 8 ohm và 2 x 1100W lỗ trở 4 ohm, ở 4 ohm của nó sẽ là 1100W, ở 8 ohm là 700W bác nhá, thông số chuẩn luôn. Mã CD hết luôn nhá. Dòng đẩy đến từ thương hiệu của Đức. Tất cả các linh kiện nó linh kiện nhập khẩu. Quá nổi tiếng rồi, của Gepmanly. Chúng mình đang làm clip thông báo anh em trên kênh. Thì vừa về chiều hôm qua dọn được trước gần 20 con, được 18 con. Thì em thông báo với bác trên kênh. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị mới đôi những cặp con đẩy tuyển đẹp và cái giá trị này nhá, hiện tại bằng bán mức giá rất hợp lý. Với mức giá hơn 3.4 triệu ấy, thì các bác bình thường các bác đi mua ấy, thì chưa được mua được của con đẩy Trung Quốc loại 1, đúng không ạ? Ở Trung Quốc loại 1 thì tiếng rất là tối, sử dụng bằng sò. Thì đây với 3.400.000 đồng các bác sử cho mình con mạch Class TD cao cấp, giá tốt nhất tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay. Các nhá. Hàng bên em bán ấy thì các bác lưu ý này. Đây, tí về thổi này, có mấy con rán chết trong này. Hàng em bán thì khác với cửa hàng khác là bên em bán hàng bao zin bao xịn và còn hỗ trợ các anh em đổi các lưng đời nhá. Cái thứ hai nữa là nhà em là cho bác mở lắp xem thoải mái không nhá, mở lắp xem thoải mái đấy. Vì hàng bán zin thì có gì mà không mở lắp, đúng không ạ? Hàng chuẩn chỉ. Hãy thông báo anh em trên kênh, các bác có nhu cầu thì liên hệ em, và xin ái chào tụi bác nhá.